Quảng Trị, một bé trai tử vong sau khi bị chó cắn vào má. Một bé trai ở Quảng Trị vừa tử vong sau khi bị chó cắn vào gò má trước đó một tháng. Ngày 18 tháng 8, ông Nguyễn Xuân Hữu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết, cháu B 5 tuổi, trú tại thị trấn Khe Sanh đã tử vong nghi bệnh dại. Một tháng trước, cháu B bị một con chó cắn vào gò má bên phải. Người nhà xử lý vết thương bằng cách dùng nước rửa sạch vết cắn, nhưng không đưa cháu đến cơ sở y tế. Khoảng 11 giờ ngày 13 tháng 8, cháu B xuất hiện các triệu chứng của bệnh dại nên được đưa vào khám tại Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa. Và hơn 10 giờ ngày 14 tháng 8, cháu B tử vong. Ủy ban Nhân dân thị trấn Khe Sanh đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Trị, Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa điều tra dịch tễ, đồng thời phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú y tỉnh, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.